cái phẩm thứ tư phá năm ấm. Như ở trước đã phá lục tình, tức là sáu căn, sáu trần, sáu thức nó không thiệt. Như vậy là 18 giới là không thiệt. Nhưng ở đây người ta lại nghĩ rằng Phật lập ra ngũ quẩn hay là ngũ ấm. Thì như vậy ngũ ấm chắc thiệt rồi, thấy không? Nếu ngũ ấm thiệt thì mấy cái cũng phải thiệt luôn. À, bởi vậy cho nên mới phá tới cái ngũ ấm. Nhưng mà tại sao ở chỗ khác thì dịch ngũ quẩn, ở đây dịch là ngũ ấm? Bởi vì quẩn là cái tích lũy, cái chứa nhóm, còn ấm là cái che đậy. Đứng về cái mặt mà mê ngộ thì ngũ ấm là năm cái nó che đậy, cho nên mình bị mờ trí tuệ, mà mờ tối hay là cái tánh giác mờ tối, nên đó là mê. Mà năm ấm này mà mình dẹp tan được rồi thì trí tuệ nó khá. Rồi còn quẩn là cái tích lũy chứa nhóm, năm cái này do nó chứa nhóm lại, tích lũy lại mà thành, cho nên cũng gọi là ấm hay là gọi là quẩn. Thì tuy rằng ở đây dịch là ấm, nhưng mà sự thật ra thì nó cũng không khác với cái nghĩa quẩn, cũng là cái tích lũy. Ví dụ như sắt thì do nó tích lũy đất nước gió lửa nó chung hợp lại, phải không? Hỏi rằng kinh nói có năm ấm ấy thế nào? Đó, ông ấy nói rằng sáu căn sáu trần sáu thức không thiệt, nhưng mà trong kinh nói có năm ấm thì thiệt không? Đó, đáp rằng nếu lìa nơi sắc nhân thì sắc ác không thể được. Nếu sẽ lìa nơi sắc, sắc nhân cũng không thể được. Đó, sẽ đây đứng về hai mặt. Sắc là chỉ cho quả, sắc nhân chỉ là cho nhân, không? Vì đây là phá sắc quẩn. Sắc quẩn thì luôn luôn cái gì nó cũng có nhân và có quả. Sắc quẩn thì sắc quẩn là sắc, rồi cái sắc nhân của quẩn cũng như chỗ khác nói rằng bốn cái nó tạo thành, bốn cái năng tạo và bốn cái sở tạo đó. Sở tạo tức là sắc quả, mà năng tạo là sắc nhân. À, thì như vậy lìa cái sắc quả thì không có sắc nhân, mà lìa cái sắc nhân cũng không có sắc quả, phải không? Cho nên đây trước hết nói rằng lìa cái sắc nhân thì cái sắc quả cũng không được, còn lìa cái sắc quả thì sắc nhân cũng không được. Thì cái đó đọc từ trước đến giờ mình cũng dễ hiểu rồi, phải không? Vì hai cái nhân quả mà đối lập với nhau, đối nhau mà thành lập, chứ nó không có riêng rẽ. Có nhân mới nói có quả, hay có quả mới nói là nhân. Cái nhân và cái quả nó không tách rời được, không bao giờ có cái quả mà không có nhân, hay là có nhân mà không có quả, phải không? Nếu cái nhân mà không có quả thì nhân là nhân cho cái gì, phải không? Vì vậy mà ở đây mới đưa ra lìa sắc nhân thì không có sắc quả, mà lìa sắc quả thì cũng không có sắc nhân. Thì như vậy cái sắc nó có thiệt được không? Đây tôi giải thích rồi. Sắc nhân như vải nhân sợi, nếu trừ sợi thì không có vải, thì trừ vải thì không có sợi. Sắc vải như sắc, sợi như nhân, thì đó là dụ. Còn nếu mà nói thẳng cái sắc quẩn này thì thân này gọi đó là sắc, còn tứ đại gọi là sắc nhân, phải không? Đó. Rồi cái tứ đại thì không có thân này, mà thì thân này là quả, mà tứ đại là nhân. Mà rời cái tứ đại thì không có thân này, tức là rời sắc nhân không có sắc quả. Mà rời thân này có tứ đại không? Tứ đại là nhân với thân này được không? Không được đó. Vì vậy mà đây là để dùng cái ví dụ cho dễ hiểu.
hỏi rằng nếu lìa sắc nhân có sắc quả hay có sắc đó, tức là sắc quả thì có lỗi gì? Đáp rằng lìa sắc nhân mà có sắc đó, tức là sắc quả thì cái sắc ấy ác không nhân, không nhân mà có sắc thì việc ấy ác không đúng. À, như lìa sợi mà có vải, vải ác không nhân, không nhân mà có à, mà có đó, mà có pháp đó, thì thế gian hoàn toàn không, vô sở hữu cơ hoàn toàn không. À, thế gian không bao giờ có chuyện đó. À, hỏi rằng à, trong Phật pháp là mà đạo pháp, thế gian pháp đều có cái pháp không nhân, có pháp không nhân. Phật pháp thì có ba cái vô vi, vì vô vi là thường cho nên không nhân. Trong ngoại đạo Phật pháp thì có nào hư không nè, thời nè, phương nè, thức nè, vi trần nè, niết bàn vân vân. Trong cái thế gian pháp thì có hư không, thời, phương vân vân, thì ba cái pháp ấy nó không có chỗ nào chẳng có, vô xứ bất hữu, tức là không chỗ nào chẳng có, cho nên gọi là thường. Vì thường cho nên nó không nhân. Cái gì là thường thì đâu có nhân, phải không? Tại sao thường vậy thì lấy đâu có đợi cái gì gót lại mà thành, phải không? Còn sở dĩ mà nó vô thường cho nên rồi có cái này cái kia hợp lại nó thành nó, hợp lại thành nó rồi quả ra, phải không? Như vậy cho nên cái có nhân duyên cái đó là vô thường, còn cái gì thường thì không có nhân duyên. Ông sao mà cớ sao mà nói cái pháp không nhân ở thế gian hoàn toàn là không? À, đó là trách lại cái ý trách người luận chủ. Ngài luận chủ có nói rằng ở trong Phật pháp mà pháp ngoại đạo và pháp thế gian đều có cái không nhân, mà tại sao nó hoàn toàn không nhân? Hoàn toàn không. Đáp rằng đó, đây là đại diện cho ngài luận chủ đáp: cái pháp không nhân này chỉ có ở nguồn thuyết, còn suy xét phân biệt thì ác đều không. Đó, chỉ có trên ngôn thuyết thôi. Ví dụ nó hư không, bây giờ có trên ngôn thuyết hư không, bây giờ tìm cái hư không nó ra sao? Phải không? Thì như vậy nó không có, nó không có thì tạm nói là hư không, là ngôn thuyết thôi, chứ thực tế đâu có gì, phải không? Đó, thì như vậy cho nên nó chỉ có ngôn thuyết, chứ mà suy xét phân biệt thì nó đều không. Nếu cái pháp từ nhân duyên có thì không nên nói không nhân. Đó, cái gì mà từ nhân duyên có thì đừng nói là không nhân. Nếu không nhân duyên thì như tôi nói, tức là tôi đã phá ở trước, cái gì không nhân duyên cái đó hoàn toàn không. Đây mới cứu lại, cứu lại bằng cách này. Hỏi rằng có hai thứ nhân, đó, một là tác nhân, hai là ngôn thuyết nhân. Đây là phải nói nguyên nhân từ, để gì tác nhân và ngôn thuyết nhân để cho nó dễ hiểu, chứ mình nếu không nói nhân từ thì mình phải lúng túng. Ấy là cái pháp không nhân, không cái tác nhân mà chỉ có cái ngôn thuyết nhân. Như vậy thì những cái thuyết ở trên đó nó không có cái tác nhân, nhưng mà nó có cái ngôn thuyết nhân, thì như vậy nó cũng nằm trong nhân duyên, mà nằm trong nhân duyên tức là nó có. Đó là cái lối cứu lại của mọi nhân. Chỉ có ngôn thuyết nhân khiến người biết, khiến cho người biết. Ngài luận chủ ngài đáp: tuy có cái nhân ngôn thuyết hay là ngôn thuyết nhân mà việc ấy không đúng thì không. Ở trong cái phẩm mà lục chủng đã phá, bởi vì trong các cái vô nhân của thế gian đó, trước là hư không, rồi kế là thời, phương vân vân, phải không? Về cái hư không đó, thì ở đây không có bận phá, vì trong cái phẩm lục chủng có phá ở sao, cho nên đây không bận phá nữa. Còn những cái chuyện như là vi trần những dân đó, thì các cái sao có phá.
Cho nên nói những việc khác sao sẽ phá. Lại nữa, những cái hiện hữu, chứ hiện là hiện tại là hiện hữu đó, còn đều có thể phá, muốn là vi trần vân vân, không cái pháp không thể thấy. Thế nên nói cái pháp không nhân thế gian hoàn toàn không, cái không nhân thì thế gian hoàn toàn không. Như là thế gian nói các pháp nó có là do nhân duyên hợp mà có, còn nếu không có nhân duyên hợp thì không. Nói rằng nếu lìa cái sắc mà có sắc nhân thì có lỗi gì? Đáp: nếu lìa sắc mà có nhân á, ác là nhân mà không quả, phải không? Đó. Lìa sắc tức là quả, mà có nhân thì như vậy là có nhân mà không quả. Nếu nói cái nhân mà không quả, ác là không cái gì? Vô hữu thị xứ là mấy chú thường các nghĩa là sao? Vô là không, hữu là có, thị xứ là sao? Chỗ ấy không phải. Chữ thị đây là đối chữ phi. Không có chỗ phản, tức là không có hợp lý. Không chỗ phản tức là không hợp lý. Chứ nó ấy là không được. Bởi vì thị có khi thị là ấy, mà thị này là đối với phi. Vô hữu thị xứ tức là không có cái phải ấy, hay chỗ phải, không có chỗ phải, tức là không có lý, không hợp lý. Nếu trừ cái sắc quả chỉ có cái sắc nhân ấy, tức là không quả mà có nhân, phải không? Đã hỏi rằng nếu không quả mà có nhân thì có lỗi gì? Không quả mà có nhân có lỗi gì? Bởi vì người ta thấy cũng có lý. Bởi vì khi mà chưa có đất thành bình thì có đất thì nó có lỗi gì? Thấy không? Phải không? Cái đó là có lý chứ đâu có gì mà ông nói là lỗi. Chưa có bệnh thì cái đất đó thì chuẩn bị sao mà trong móc của đất bệnh, thì như vậy đất đó là cũng là cái nhân mà chưa có quả. Thì như vậy sao? Đáp rằng không quả mà có nhân á, thì thế gian hoàn toàn không. Vì cớ sao? Bởi vì quả mà quả là nhân đó. Nếu không quả thì làm sao quả là nhân đó. Ông nói rằng đất đó thì là cái nhân để đắp cái bình, nhưng mà cái đất đó mà ta không bao giờ đắp bình thì nó thành nhân của cái bình, đúng không? Rồi cái đó ta đem vô ta làm gặt rồi thì kia, được không? Thấy không? Thì như vậy nó có cố định là đất đó sẽ làm bình đâu, mà ông nói đó là nhân cái bình. Khi nào thành bình thì cái đất đó mới là nhân. Lấy ta đắp thành bình thì cái đất đó mới là nhân của cái bình, thấy không? Còn nghĩa là còn đất đó mà nói là nhân của cái bình là không được. Mà cái đó là đá thật chứ. Đâu phải nó cũng đất nào cũng là nhân của cái bình được. Lại nữa, trong nhân mà không quả đó, bây giờ mình đi qua một trường hợp khác. Hồi nãy trong quả có nhân, không quả mà có nhân, phải không? Thì bây giờ đây giải thích thêm, trong nhân mà không quả thì vật gì mà thì vật cớ sao chẳng từ phi nhân sanh? Thì những sự vật đó cớ sao không có từ phi nhân sanh? Bởi vì trong cái nhân mà không có quả, không quả thì trong nhân mà không quả thì sao? Thì như vậy cái gì nó có liên hệ nhau đâu? Sở dĩ cái nhân cái quả nó không tách rời nhau được. Mà bây giờ cái quả đó với cái nhân nó không liên hệ, mà không liên hệ thì cái gì cũng có thể thành được. À, vì vậy mà cái gì cũng có thể thành được, tức là phi nhân. À, thì việc ấy như ở trong cái phẩm Phá Nhân Duyên đã nói, thế nên không có cái nhân mà không quả. Không có cái nhân mà không quả.
Lại nữa, nếu đã có cái sắc ác chẳng dục cái sắc nhân, nếu không có cái sắc thì cũng không dùng cái sắc nhân. Đã có thì không dùng, mình dễ hiểu rồi. Còn không, tại sao không dùng? Bởi vì hợp nhân nó mới thành quả, phải không? Mà khi nó chưa có quả cho nên hợp nhân lại mới thành quả, thì dùng sắc nhân để thành sắc quả. Thật tại sao lại cũng không dùng luôn? Hai chỗ có sắc nhân đã không đúng. Nếu trước trong nhân có sắc, tức là có quả, thì không gọi là sắc nhân. Bởi vì trong cái nhân mà có quả rồi thì đâu gọi là nhân nữa. Nếu trước trong nhân không sắc, tức là không quả, thì cũng chẳng gọi là sắc nhân. Vì trước trong nhân mà không có quả, tức là giữa nhân và quả không liên hệ, mà không liên hệ thì làm sao gọi là nhân. Vì vậy cũng không gọi là sắc nhân. Hỏi rằng nếu hai chỗ đều không đúng, chỉ có không sắc nhân, chỉ có không sắc nhân thì không có cái nhân sắc, không sắc nhân, chỉ có sắc mà không nhân thì có lỗi gì? Đáp rằng không nhân mà có sắc thì việc ấy chọn không đúng. Thế nên người có trí không nên phân biệt sắc. Đó là kết thúc. Bởi vì ở trong cái quả mà không nhân cũng không được, hay là trong nhân mà không quả cũng không được, thì sắc nó lập ra từ cái nhân và cái quả. Mà trong nhân có quả không thành, trong nhân không quả không, cũng không thành. Thì như vậy ở trường hợp nào mà để thành cái sắc quả và sắc nhân? Cho nên ở đây mới đặt lại câu hỏi, mà nói rằng như có cái trường hợp mà chỉ có cái sắc, tức là có quả mà không nhân thì có lỗi gì? Thì chuyện này mình thấy rất là vô lý rồi, phải không? Có nhân mà không quả thì còn dễ hiểu, còn có lý, phải không? Vì cái nhân nó chưa làm quả. Còn cái này có quả mà không nhân thì chuyện này không hợp lý. Cho nên không nhân mà có sắc thì có quả thì việc ấy chọn không đúng. Vì vậy cho nên cái người có trí thì không có phân biệt hay sắc. Như vậy thì không nhân mà có quả không được, và không quả có nhân cũng không được. Thì như vậy nhân và quả nó phải liên hệ, nó đối đãi với nhau chứ không tách rời, phải không? Mà liên hệ đối đãi thì có cái quả thiệt là quả, có cái nhân thiệt là nhân không? Có không? Bây giờ như vậy, có cái quả thiệt là quả, nhân thiệt là nhân thì không thể được rồi. Nhưng giờ đặt trường hợp khác, có cái quả trước cái nhân và cái nhân trước cái quả được không? Có cái quả trước cái nhân được không? Có cái nhân trước cái quả được không? Như vậy thì sao? Thì nếu nó thiệt là thiệt, hoặc là có cái nhân riêng, cái quả riêng, hoặc là có cái này trước cái kia sau, mới thiệt chứ. Nhưng mà giờ hỏi, cái gì là quả, cái gì là nhân? Ví dụ như cái bình là quả, phải không? Mà đất là nhân. Như vậy, nhân đất mà có cái bình thì phải như đất có trước, cái bình có sau, phải không? Phải không? Như vậy, nhưng mà khi chưa có cái bình á, thì đất có phải là nhân không cái quả chưa? Như vậy có cái bình rồi mới gọi đất là nhân không cái quả, thì mình có trước rồi mới nói đất là nhân sao? Đó thì nó lẫn quẩn. Rồi từ cái lẫn quẩn đó rồi mấy chú suy luận ta thấy. Cho nên người ta đi tới cái chỗ mà lúng túng không giải thích được. Ví dụ nó nhân trước quả sao, thì giờ đặt vấn đề trứng gà con gà. Thì trứng có trước là trứng là nhân, phải không? Con gà có sao là quả thì thấy nó hợp lý. Nhưng mà cái gì không có trứng? Như thế rồi cái gì trước cái gì sao? Cái gì trước? Như vậy thì mới thấy rằng trong cái đối đãi này không có gặp ra một cách rõ ràng cái nào riêng rẽ, cái nào
hai cái nó tương quan, mà tương quan thì nó không có cố định, mà mình luôn luôn lúc nào dùng ngôn ngữ giải thích cái gì mình cũng muốn tách vạch ra cái nào trước cái nào sau cho rõ ràng. Nhưng bây giờ tách vạch được không? Không có cái tách vạch được, bởi vì nó cứ lẩn quẩn trong cái này cái kia, nó liên hệ nhau, có khi thấy cái này trước, có khi thấy cái này sau, trước sau nó lẩn quẩn. Như vậy thì mình mới thấy rõ là tất cả đứng về mặt nhân quả thì có khi nó quả trước nhân sau, có khi nó nhân trước quả sau. Quả trước nhân sau thì thí dụ như mình làm ruộng thì thấy có bông lúa, thấy không, là quả rồi, cái về cái mình mới để vô bồn để giống, rồi sang năm cái mình giải xuống thì từ có quả đó mới có nhân, phải không, nhân là sanh ra cái lúa. Nhưng mà rồi cái hỏi cái bông lúa nó có từ đâu? Đó, cũng từ nhân không lúa nó mới. Thì như vậy cái quả nó cũng từ nhân mà ra. Như vậy nhân quả nó trồng tập nhau, nó không có một cái gì mà tách rời riêng rẽ hết. Đó là để nói những cái chuyện nhỏ nhỏ cho mấy chú nó thấy cái thế gian này nó như vậy đó. Tính về cái mặt sắc quẩn thì người trí không nên phân biệt. Nghĩa là phân biệt tức là không nên phân biệt là có sắc quả thiệt, có sắc nhân thiệt. Nghĩa là thiệt cái này là có tự tánh đó, là cố định đó. Đó. Mà nếu sắc quẩn này nhân không thiệt, quả không thiệt thì sắc quẩn thiệt không? Không thiệt mà mình bây giờ thấy thiệt không? Đó. Chính vì chỗ đó, đó mới thấy rằng cái phân biệt là mê muội. Giải thích: nếu trong nhân có quả, trong nhân không quả, việc này còn có thể, còn không thể, tức là không thể được. Trong nhân có quả, trong nhân không quả, việc này còn không thể được. Huống là không nhân mà có sắc, thế nên nói không nhân có sắc mà có sắc, việc ấy trọn không đúng. Thế nên người có trí không nên phân biệt sắc, phân biệt gọi là phàm phu. Tỷ dụ mình nhìn cái huynh này trắng, huynh kia đen, huynh này cao, huynh kia thấp, huynh này mũi cao, huynh kia mũi xẹp, vân vân và vân vân, phải không? Thì đó gọi là gì? Gọi là phân biệt sắc, phải không? Mà phân biệt sắc đó là do cái bệnh gì mà phân biệt? Do vô minh ái nhiễm tham trước sắc mà phân biệt, phải không? Bởi vậy cho nên phân biệt rồi thấy lỗ mũi cao dễ thương, da trắng dễ thương, gì gì đó, phải không? Đó là cái gốc của ái nhiễm à, từ cái vô minh mà ra. Chứ bây giờ thiệt ra cái sắc quẩn này nó là không thiệt, nó đã là không thiệt thì còn nhiều phân biệt. Bây giờ mấy vấn đề xếp thật kỹ coi, thân này mình nói tứ đại hòa hợp, mà tứ đại là nhân, mà thân này là quả, phải không? Này sắc hiện hữu mang đây là quả, mà do tứ đại là nhân. Như vậy thì tứ đại và thân này nó là một hay là khác? Là một hay là khác đó. Rồi nó tứ đại nó có riêng với thân này, hay thân này có riêng với tứ đại? Mà nếu thân này và tứ đại không có khác thì tứ đại ngoài kia có giá trị gì? Mà sao tứ đại này mình binh nó quá vậy, phải không? Thì những cái gì mà mình đem vô, ví dụ mình cho vô một tách nước thì lát nó cũng trả ra một tách, phải không? Mình hít vô một phần không khí gì đó thì rồi lát cũng trả ra một phần. Như vậy thì cái gì nó cũng vô rồi ra, thì như vậy tứ đại ngoài tứ đại trong thì cũng là tứ đại. Mà sao mà tứ đại này mình quý quá, phải không? Mình quý cho tới động tới nó một tí là mình không chịu nổi rồi, phải không? Đó. Thì như vậy để thấy rằng vì mình phân biệt để mà quý trọng nó đó, là gốc từ vô minh ái nhiễm tham trước sắc mà ra cái gì hết. Về sau Nhiên Hậu mới do cái tà kiến mà sanh ra phân biệt hí luận. Đó. Chữ hí luận đây nhắc lại lần nữa cho tất cả nhớ, hí luận là nói gì? Nói một cách đùa cợt vô ích thôi, phải không?
mà tất cả cái ở trên thế gian này đó, mình nói là tốt, là xấu, là hay, là dở, là dài, là ngắn, vân vân và vân vân đó, đều là nhìn trên cái đối đãi mà nói, phải không? Mình nói tốt người kia cãi, xấu giận không? À, như vậy thì hai bên cãi nhau, một bên đứng lập trường tốt, người bên lập trường xấu, mà hai lập trường khác nhau mà cãi nhau, rồi kết quả ra sao? Ai đúng ai sai? Ai đúng ai sai? Như vậy để thấy rằng cái không có đi tới cái đúng cái sai, nó không tới chân lý mà cứ cãi nhau, có phải là nói vô ích không? Như vậy thì cả ngày mấy chú bàn cãi rùm beng đó, nó nằm trên cái gì? Nó nằm trên cái lý luận không chứ có gì hết, phải không? Bởi vì cứ đứng ở hai bên, nói cái này là phải, người kia nói quấy, cái này là tốt, người kia nói xấu, thì đó là cái cớ cãi. Cãi không có con ngừng nha. Nhưng mà sự thật thì hai cái đó nó không có giá trị thật, vì trên đối đãi thì nó không có cái thật, mà mình cứ chấp theo cái thật mà cãi nhau. Vì vậy cho nên cả ngày phân biệt lý luận, nói trong nhân có quả, trong nhân không quả, vân vân. Nay trong đây tìm khắc còn không thể được, thế nên không nên phân biệt à, vì vậy mà không nên phân biệt. Lại nữa, nếu quả mà nó giống với nhân á, thì việc ấy ắt không đúng. Còn nếu quả mà nó khác với nhân á, thì việc ấy cũng không đúng. Vì mình dịch thì mình luôn luôn theo chữ theo nghĩa, tợ và bất tợ, giống và chẳng giống. Chẳng giống tức là khác, có gì đâu. Tợ gì phải dịch chẳng giống, phải không? Hoặc là giống với quả giống với nhân, hoặc là quả khác với nhân. Nếu quả với nhân nó giống nhau thì việc ấy không đúng. Bởi vì cái nhân thì tế mà cái quả thì thô, hoặc là cái nhân thì nhỏ, cái quả thì to, phải không? Cho nên nó không giống. Còn nhân, quả, cái sắc lực vân vân, nó khác một các cái, mỗi cái nó khác nhau à. Nhân quả sắc lực mỗi cái nó khác nhau. Thì đây tôi thí dụ như là cái bông xoài, khi nó mới trứng cá đó, nó tựa mầm như cái trứng cá, thì lúc đó là nhân, phải không? Rồi lần lần nó lớn thành trái xà chín đó, là quả. Như vậy thì cái nhân với quả khác không? Nó khác cả cái hình tướng và bản chất luôn đấy, phải không? Như vậy cái sắc lực tức là cái sự biến chuyển trong cái cơ thể của nó đó, nó đổi thay luôn luôn, từ nhân tới quả là một dòng biến chuyển. Vì vậy mà nói cái sắc lực, hình tướng nè, và cái sức biến chuyển bên trong của nó khác hẳn. Ở đây mới dùng cái vải với sợi làm ví dụ. Như vải nó giống như sợi thì không gọi là vải, bởi vì sao? Vì sợi thì nhiều mà vải thì có một tấm thôi, phải không? Đó. Thì không được nói nhân quả nó giống nhau. Còn nếu nhân quả mà không giống nhau, tức là khác nhau ấy, cũng không được. Như cái gì? Như sợi gai với gai mà ta xe lại đó, thì không thể làm thành lụa, không thể dễ thành lụa được. Gai dễ lụa được không? Gai thì dệt bố chứ không dệt lụa được à. Bởi sao? Bởi vì cái sợi thì to thì không thể làm cái vải nhuyễn được, mịn được à. Cái sợi to thì không thể làm cái vải mịn được. Thế nên không được nói nhân quả khác nhau à. Hai nghĩa đều không được, cho nên không có khác và không cái sắc nhân đó, tức là không có sắc quả và không sắc nhân. Thì như vậy kết thúc thọ ấm và tưởng ấm, hành ấm, thức ấm vân vân, các cái khác, tất cả pháp khác, tất cả những pháp khác đều đồng với sắc ấm. Thì như vậy phá cái sắc
ấm rồi thì thọ tưởng hành thức cho tới tất cả pháp thuộc cái hình tướng đó cũng đều phá hết, phải không? Nó đều là không có cái thiệt nha. Đó, như vậy đây là kết thúc. Bốn ấm và tất cả pháp cũng nên như thế mà suy nghĩ để phá. À, thì ngang đó đó là dứt cái phần phá năm ấm rồi. Bây giờ luận chủ hứng ngài luận chủ ngài hứng cái thuyết của ngài hay quá, cái ngài tán thán lúc này ngài tán thán ngài hay cái thuyết của ngài đây. Nay người tạo luận muốn tán thán cái nghĩa không nó rất là hay, mà nói kể rằng nếu người có hỏi đó, nếu người có hỏi đó mà lìa không mà muốn đáp thì ấy ác không thành đáp, đều đồng với cái nghi kia. Nếu người có nạn vấn, tức là có muốn nạn vấn, lìa không mà nói cái lỗi kia, tức là nạn cái lỗi của họ, bẻ họ, thì ấy cũng không thành nạn vấn, thì đều đồng với cái nghi của người kia. Thì như vậy, muốn hỏi bị người ta hỏi mình muốn đáp lại thì cũng phải căn cứ trên cái nghĩa không tự tánh mà đáp thì mới có lý thuyết. Còn mình muốn bẻ người ta thì cũng phải căn cứ trên cái nghĩa không mà bẻ người ta thì mới có lý thuyết. Chứ còn nếu mà rời cái nghĩa không mà hỏi hoặc là mà bẻ người ta đều không thành vấn đề hết, đều đồng với cái nghi của họ. Đây mới giải thích. Nếu người luận khi luận nghĩa mỗi bên có cái sở chấp, tức là mỗi bên có cái thành kiến riêng hay cái tư kiến riêng, lìa cái nghĩa không mà có vấn đáp, đều không thành vấn đáp, đều cũng đồng với cái nghi của hai bên. Như người nói bình là vô thường, hỏi rằng vì sao mà vô thường, đáp rằng từ cái nhân vô thường sanh, vì từ cái nhân vô thường sanh, đây không gọi là đáp. Vì cớ sao? Vì trăm nhân duyên cũng nghi, không biết là thường hay là vô thường, ấy là đồng với cái chỗ nghi kia. À, thì chỗ này nếu mà nói cái bình là vô thường, hay là tôi nói gần cái ly này là vô thường, thì người ta hỏi tại sao ly vô thường, phải chưa trả lời sao? Thì thường nó nói vì cái nhân của nó là vô thường, cho nên cái quả nó vô thường, thấy không? Cái nhân vô thường, cái quả vô thường. Thì như vậy nhìn cái vô thường có một chiều à, nhân vô thường, quả vô thường, tức là đứng có một mặt. Bởi đứng một mặt thì cái người khác người ta nói ngược lại, tôi nói cái tích tắc này là thường. Mấy chú chịu không? Đâu chịu phải không? Nhưng mà tại sao thường? Vì cái tách này là do đất cát thổi lên mà được. Bây giờ cái tách này nó bể cũng trở về đất cát chứ có mất đâu. Thì như vậy là nó cũng thường. Thì như vậy nói thường cũng được, nói vô thường cũng được. Thì giờ ai trúng? Như vậy thì ai cũng có lập trường mà cũng có lý hết, phải không? Người kia nói vô thường, vậy bây giờ có đây mai mốt nó bể thì nó là vô thường. Còn người nọ nói rằng nó thường vì nó từ đất cát làm nên, bây giờ nó bể cũng trở về đất cát thì cũng trở về cũ nó chứ không mất đâu mà, mà vô thường. Thì như vậy ai trúng đây? Cái lý luận đó thì rốt cuộc rồi cũng không có ngã ngủ, phải không? Đó, vì vậy mà nếu mà mình đứng một mặt mà nói thì tất nhiên nó không có cái gì mà kết thúc được hết, nó không ra lẽ. Như vậy thì cũng đồng nghi, hai bên đồng nghi. Như vậy không biết thiệt là vô thường hay thiệt là thường. Đó. Hỏi, người hỏi nếu muốn nói cái lỗi kia mà không y nơi cái không, mà nói các cái pháp vô thường, ác không gọi là vấn nạn. Vì cớ sao? Ông nhân vô thường mà phá cái thường của tôi, thì tôi cũng nhân cái thường mà phá cái vô thường của ông. Đó, như hồi nãy nói, phải không? Đó. Nếu thật vô thường, đó, đây mới đặt vấn đề, nếu thật vô thường á, thì không có nghiệp báo. À, nếu thật vô thường thì nó hết rồi, vô thường tức quả mất thì đâu còn cái gì mà trả báo. Mà nếu còn trả báo tức là thường,
Đã phải không? Nguyên còn tá báo là không mất, không mất tức là thường. Mà vô thường tức là không còn, mà không còn tức là như vậy là mất, nhưng mà còn nghiệp báo. Đó. Như vậy nếu ông nói vô thường tức là không còn nghiệp báo. Đó. Đó. Đó là cái trường hợp mà nói vô thường. Bây giờ nếu nói thường, đó. Nếu ông nói thường thì sao? Thì mắt, tai vân vân, các pháp, niệm niệm nó sanh diệt, niệm niệm nó diệt, cũng không có cái phân biệt. Đó. Như vậy thì thường cũng không được, vì nó là đổi thay luôn luôn, nó đổi thay từng sát na là sao nó là thường. Đó. Bởi có những cái lỗi như thế đều thành ra không thành cái vấn nạn. Đồng với cái chỗ nghi kia, nếu y cái nghĩa không mà phá cái thường đó thì ác là không có lỗi. Nếu y cái nghĩa không mà phá thường không lỗi. Nói cái ly này vô thường, nói cái ly này là thường, phải không? Thì mình nói cái ly là vô thường. Tại sao vô thường? Bởi vì duyên hợp. Cho nên mai mốt bởi hợp thì nó phải có tan. Có hợp có tan là vô thường. Đó. Hợp tan, nó, bởi hợp tan cho nên nó không có cái tánh cố định. Thì cái đó là ai bắt được. Bởi vì bây giờ thì nó còn mấy là hợp, bể ra thì nó tan. Mà có hợp có tan là cho nên nói nó vô thường. Thì căn cứ trên lý nhân duyên mà phá nó thì không có bẻ được. Thì cái chuyện mà nói ông nói nó còn cát, nhưng mà giờ rõ ràng từ cái này biến là cái kia, tức là thay đổi tức là vô thường. Thay đổi nó không có tự tính thì cái đó thì không ai bắt được hết. Như vậy thì thường nên lấy cái nghĩa không. Thế nên nếu muốn vấn đáp, thường nên y theo cái pháp không để mà vấn đáp. Huống là cái người sao muốn cầu lìa khổ được cái tướng tịch diệt mà không y cái nghĩa không mà tu sao, thấy không? Đó nghĩa là vấn đáp, còn phải y cái nghĩa không đó mà vấn đáp để mà cho nó xa lẻ. Huống nữa là người cầu lìa khổ được tịch diệt mà không y nghĩa không thì sao, phải không? Như vậy thì mình nên y nghĩa không hay không? Đó là tôi chỉ nói theo chữ nghĩa thôi. Bây giờ tôi chỉ cái hay của cái đoạn này cho mấy chú thấy cái kỳ đặc của Ngài Long Thọ. Bởi vì chúng ta thường thường nghe giảng, nghe nói thì biết đại khái nó như vậy, nhưng mà cái thâm trầm ở trong mình khó thấy. Ngài Long Thọ mà chủ trương tất cả pháp đều nằm ở trên cái mặt đối đãi, tương đãi là cái nhân tương đãi đó, tức là cái nhân đối đãi nhau, thành lập trên cái đối đãi nhau, chứ nó không có một khách thật. Mình nói tối là bởi sao mình nói tối? Bởi sáng cho nên mình có nói tối. Mình nói trắng là bởi đen mới nói trắng. Mình nói tốt bởi xấu mình nói tốt, phải không? Như vậy thì mọi cái ngôn ngữ, mọi cái sự thành lập của các pháp ở thế gian này đều nằm trên cái đối đãi mà thành lập. Mà là đối đãi thì các pháp nó không tự riêng có một bên thật, không có một bên nào thật hết. Bởi vì đã là đối đãi thì không có một bên thật, mà đã là đối đãi thì nó có một cái mâu thuẫn nội tại của nó. Nghĩa là luôn luôn là có cái mâu thuẫn nội tại, nó không có một cái mà một chiều. Ví dụ như mình thân này, mình nói tứ đại hòa hợp, phải không? Thì tứ đại hòa hợp, thì trong cái hòa hợp đó tứ đại có chống trái không? Thì tứ đại hòa hợp, chính tứ đại cũng chống trái. Thì chống trái tức là mâu thuẫn, phải không? Trong cái hòa hợp mà có cái chống trái, không mâu thuẫn nội bộ là gì? Đó. Luôn luôn trong cái hòa hợp là có chống trái. Thì như vậy bây giờ thế gian nhìn thì cứ nhìn một chiều, thấy một mặt, cho nên rồi không đúng lẽ thật. Ví dụ như thân mình bây giờ mình có đất nước gió lửa, bây giờ mình hỏi thân mình đấy là nóng hay là lạnh thì trả lời sao? Mát quá hay là lạnh? Lạnh đó có nóng trọng không? Nếu không có nóng thì chết rồi, phải không?
rồi nói nóng quá, nóng được có lạnh trong không? Nếu nóng không thì chết rồi, phải không? Thì như vậy trong cái nóng nó có cái lạnh, trong cái lạnh nó có cái nóng. Đó, chỉ có cái là nhiều và ít thôi, phải không? Nhiều và ít thôi. Thì như vậy cái cuộc sống ở giữa này, từ tâm lý tới sinh lý, là tất cả đều nằm ở trong cái mâu thuẫn tâm lý của mình. Thì tâm lý mình nó có cả thiện và ác, phải không? Bởi vậy cho nên khi gặp cái duyên ác thúc giục thì cái chú ác nó nhảy ra, nó hoạt động. Hoạt động hồi cái qua cái chuyện đó rồi, cái giờ chú thiện mới trồi đầu lên, chú quá, phải không? Quá rồi, cắn biết rồi, về giờ rồi, buồn bực, phải không? Nếu không có chú thiện mà ai dạy nó? Nó làm rồi nó hài lòng. Nhưng mà vì có chú thiện, cho nên khi chú ác mà chú, ví dụ giờ như mấy chú ha, lúc bình thường huynh đệ có cái lúc nào đó, cái rồi huynh đệ họ chọc cho vài ba câu, cái nổi sân lên, nó bậy nó bại vài ba câu, cái bị người ta cười, cái rồi lát cái chú thiện chú mới rầy à, thách, tại sao nó ngu vậy, nó bậy vậy này kia. Thì như vậy đó, nếu mà không có cái chú thiện thì chú ác nó chứ cứ mà hoành hành, thấy không? Nhưng mà chú vừa hoành hành vì chú thiện chú ngăn trở, hoặc là không ngăn trở kịp thì chú sẽ rầy trừng phạt sao. Rồi có khi chú thiện chú làm việc đó mà rồi cái có cái gì trái tay gai mắt gì đó, cái chú ác chú nổi lên chú chặn chú thiện không cho làm. Thì như vậy bởi trong con người mình nó có cái mâu thuẫn đã, tâm lý nó mâu thuẫn luôn luôn. Mà đã là mâu thuẫn thì đâu có một chiều mà mình nói người đó là hoàn toàn thiện, hoàn toàn ác. Nếu chưa phải là thánh thì không có cái hoàn toàn, phải không? Nhiều lắm là 80% thiện cũng có 20% ác ở trong, phải không? Còn ngược lại thì cũng ác lắm thì có 80% ác, cũng có 20% thiện đó. Nhưng mà con mắt của mình nhìn ra, nếu thương ai thì bươi cái thiện ra mà khoe, phải không? Còn ghét ai thì bươi cái ác ra mà chê. Như vậy thì mình cứ nhìn theo cái chiều thương và ghét của mình, rồi mình thấy cái người đó là vô dụng, vô ích, xài không được, phải không? Thì còn nếu mà mình thương thì mình cứ thấy người đó cái gì cũng toàn vẹn, rồi lâu lâu là trổ những cái tạc của họ ra, cái chừng đó mình mới giật mình. Như vậy thì nếu chúng ta thấy trong tâm lý của con người nó đã có cái mâu thuẫn nội bộ rồi, tức là nội tại là mâu thuẫn, mà mâu thuẫn như vậy thì còn trong cái đối đãi thì không bao giờ nó có một chiều, phải không? Như vậy thì mình nói ai là thiện, mình nói ai là ác, mà luôn luôn mình cứ thấy ông nó làm lắm à, thiện lắm à, hoặc ông kia đó ông dữ lắm, nhưng mà trong cái dữ nó có cái hiền, trong cái hiền này có cái dữ, đâu phải là một mặt, phải không? Mà mấy chú thấy mình nhìn có phải một chiều không? Bởi vậy cho nên rồi cái đoán định của mình nó không đúng là thật, nói không bao giờ đến là thật. Đó là nói cái tâm lý nó đã có cái mâu thuẫn ở trong. Rồi nói cái sinh lý thì như nãy giờ nói, đất nước gió lửa bốn thứ, mà đất với gió thì không ưa, phải không? Lửa với nước là không ưa, nó chọi nhau luôn luôn. Thì như vậy cái cuộc sống của mình hiện giờ đó là nói đất nước gió lửa bốn cái hòa hợp, hòa hợp mà có thân này thiện, mình nói là hòa hợp nhưng mà ở trong nó có chọi nhau rầm rầm không, nó có đánh lộn không? Bây giờ nói cái rất gần mấy chúng ở đây 50 người thì nói 50 chúng hòa hợp tu hành mà trong đó có chọi nhau không? Có không? Nó thực sự thì nó có một cái mâu thuẫn nội tại không tránh khỏi, tức là luôn luôn là có một cái mâu thuẫn. Nhưng mà cái gì mạnh á thì cái áp lực đó nó giữ được, còn nếu mà cái áp lực hòa hợp nó yếu đi thì cái mâu thuẫn nó tan ra dễ thôi. Chứ nó lúc nào nó cũng là mâu thuẫn, chứ không bao giờ một chiều. Cho nên người nào mà có tham vọng là tôi làm cái đó là toàn như vậy, một chiều như vậy là không bao giờ có. Cái đó là chuyện tưởng không tưởng. Chứ con người bản thân mình đã là mâu thuẫn rồi, phải không? Tâm lý mình nó mâu thuẫn rồi, rồi sinh lý mình nó mâu thuẫn thì tập thể cũng phải là mâu thuẫn, phải không?
mà đã là mâu thuẫn thì làm sao mà có một cái, nghĩa là một chiều để mà mình nói được. Mình khoe nói tập thể tôi hoàn toàn tốt là nói dối, phải không? Tập thể tôi hoàn toàn là hòa hợp cũng là nói dối, nghĩa là tập thể tôi có thể hòa hợp được 80%, đó là được, đó là cao rồi đó, phải không? 80% đó là cao rồi, chứ đừng nói là hoàn toàn. Đó. Thì như vậy đó, mình hiểu vậy rồi mới thấy cái lý này nó quá hay, nó đưa mình thấy được cái lẽ thật. Mà thế gian nhìn có một chiều, thấy có một mặt, rồi chống chọi, rồi cự với nhau, rồi sanh ra bao nhiêu thứ phiền não. Bây giờ mình biết không có một cái, một cái gì mà nó hoàn toàn gọi là nguyên vẹn, một chiều hết. Thì tỷ dụ bây giờ cuộc sống của mình, cuộc sống là một cuộc sống điều hòa, điều hợp, phải không? Mà cái điều hợp tức là gì? Nó đương trọi nhau làm rộng trống. Bây giờ ráng một điều hợp, nghĩa là nghe hơi nóng nó kiếm gì mát mát thế rồi bình cái chú nước để dừng cái chú lửa lại, phải không? Rồi lúc nào nghe lạnh lạnh kiếm gì nóng nóng dồn vô để nâng cái chú lửa lên. Đó, như vậy là mình đưa điều hợp, điều hòa để nó hợp lại. Thì nếu mà lúc nào trong khi mà đương sống để mà điều hợp đó, thì lúc đó có sung sướng không? Hạnh phúc ở chỗ nào? Mà mình cứ thấy sống là này kia cái nó là hạnh phúc. Với sự thật mình đương bị mâu thuẫn ở trong này, đương lo giải quyết nó là đó mà đừ rồi, phải không? Đó. Rồi mà lúc nào đó mà mình điều hết nổi nữa thì nó rã rời. Mà lúc rã rời đó là lúc khổ là vui. Nhưng đương hòa, điều hòa nó là khổ là vui. Rồi nó rã rời mỗi đứa ở mỗi nơi đó, lúc đó mình khổ là vui. Mấy chú định nghĩa tôi coi. Bây giờ thí dụ có người cha, rồi có bốn đứa con, mà cứ đầy lộn hoài. Đầy lộn hoài thì người cha mà phải điều hòa bốn đứa con này cho nó chịu, nó thấm với nhau, mà nó bớt cái đánh lộn nhau đó. Thì mỗi ngày nó cứ cự không biết mấy chục lần, mà mình phải chịu cái trách nhiệm mà điều hòa mỗi ngày vậy đó. Vui hay là buồn? Vui hay buồn? Như vậy thì người cha đó có than mà tôi sống thật là không có chút nào hạnh phúc hết. Mắt lo dòm mấy thằng nhỏ này, nó đương chống chọi nè, phải không? Thì mình nó cũng vậy, đương lo điều hòa mấy cái thằng này, bốn đứa nó cự nhau. Đó, nó cự nhau lo điều hòa cả ngày, có rảnh ở đâu, có gì sung sướng đâu. Mà nói là hạnh phúc nó là gì? Cho nên Phật nói nó là khổ. Vì rõ ràng nó đương, trong cái hộp nó muốn tan mà. Nó đương chọi nhau, nó sắp tan. Thì nó có cái gì gọi là sung sướng? Đó. Nhưng vậy khi nó tan ra, mình nói là khổ, nhưng mới chắc là khổ đó. Thấy không? Mình khỏi điều hòa mới sướng, mới chắc được tự do. Đó. Như vậy mà người ta sợ khi nó tan. Đó. Để sống là điều hòa nó chơi. Mà điều hòa nhiều khi cực, nó phiền toái đủ thứ hết. Rồi phải làm cái này, phải làm cái kia, phải tập, phải luyện, phải hít, phải thở. Ôi, làm đủ cách để mà cho nó đủ, nó điều hòa trong. Không cho nó thiếu cái nào hết. Thì như vậy cái cuộc sống của mình nó tóm lại là sống trong cái cố gắng mà gìn giữ một cái đương thấp tăng vợ, thấy không? Mình cố gắng gìn giữ một cái đương thấp tăng vợ chứ có gì lạ. Thì như vậy thì tất cả mấy chú thấy, nhìn theo con mắt của Ngài Long Thọ, thì trên thế gian này không có một cái gì mà không có cái mâu thuẫn ở nội tại, trong đó nó đều là chống chọi nhau hết. Bởi vì nó là đối đãi mà, đối đãi thì có cái gì nó một mặt một chiều đó. Thì như vậy thì có cái gì là cái thật cố định lâu dài, nó đương chống chọi nhau, mà không có một cái một bên đó. Nghĩa là trong cái hộp là đã có cái tàn, phải không? Trong cái xanh đã có cái diệt. Như mình bây giờ là thanh hay là tử? Nghĩa là những tế bào nó đương bị hoại loại ra thì đó là tử. Những tế bào khác đương tăng trưởng là thanh, thì nó vừa thanh vừa tử đủ hết. Thành nó là vậy đó. Trong cái thanh nó đã có cái tử trong đó. Nó không có một cái tách trời. Mà mình cứ nghĩ một giai đoạn nào đó
cho cái này dày cái kia khác, hai cái riêng chứ không có, không có cái hai riêng. Mà nhìn như vậy đó là nhìn thấu đáo được đó. Mà nhìn được như vậy thì còn cái gì mà chấp? Thử mấy chữ chấp tôi coi, chấp cái gì? Bây giờ thiệt ra mình lâu nay mình có cái tưởng tượng, người ta gọi là thành thánh quá mọi việc. Cái gì mà nói tốt là cho nó tốt trọn vẹn, nói xấu thì xấu trọn vẹn, nói hay là hay trọn vẹn, nhưng không có cái đó. Mà bởi nó xấu trọn vẹn cho mai mốt trổ cái xấu cái rồi mình chán nản bực bội, phải không? Còn bây giờ mình biết rõ trong cái tốt nó có cái xấu ẩn trong rồi, trong cái xấu có cái tốt ẩn trong, không có đến nỗi, không đến nỗi phải chán nản, cũng không đến nỗi phải bực bội. Thì như vậy, nhìn như vậy thì giữa mình và mọi người, giữa mình và sự vật thì còn có cái gì để mà mình cố định một chiều mà thanh ra bực bội phiền não? Cái gì để bực bội? Giả sử ngày mai tứ đại này nó rã thì mình thấy khỏe quá, khỏi điều hòa bốn rắn. Bây giờ bốn rắn nó đường cắn nhau đây, bây giờ nó phải điều hòa nó. Mai mốt nó rã thôi thì mình rảnh rang, có gì đâu mà sợ, phải không? Thì như vậy, thấy được như vậy, hiểu vậy rồi thì cái chết với mình cũng trò chơi thôi, có gì đâu. Mà bây giờ đương sống điều hòa vậy ra nói mình sung sướng mà chuyện vô lý, không có sung sướng gì hết, phải không? Đương làm cái việc khó làm, mấy cái đứa nó nghịch thù với nhau mà bắt mình phải điều hòa nó. Thì thử hỏi trong tất cả chúng ta có phải mình đương ngó mà điều hòa nó không? Nhiều khi tự mình điều hòa không nổi phải nhờ người ta điều hòa phụ nữa, nhờ sống duyên tới can thiệp phụ, thấy không? Đó, thì như vậy mới thấy rằng cái cuộc sống của con người mình hết sức là tạm bợ, không có một cái giá trị gì. Đó, chừng nào thoát khỏi cái đối đãi đó mới là con người siêu thoát. Cho nên tôi mới thấy rằng ông Tổ Đạt Ma mình ông quả chứng giác hết sức là có lý. Chỉ tới đó rồi mới là tự tại, chứ còn đương ở trong cái đối đãi không có cái tự tại, vì nó là mâu thuẫn. Mà mâu thuẫn lúc nào cũng là mâu thuẫn đó. Cho nên cái cuộc mâu thuẫn nội tại này mình nhìn cho thật kỹ thì mình thấy từ tâm lý cho tới sinh lý, từ con người cho tới muôn vật, nó đều cái nào nó cũng đều. Cho nên nó sắc tức là không, không tức là sắc. Rồi người ta nghe ta không hiểu. Chứ nếu có một cái khác, hai bên nó tách rời nhau thì mình mới nói cái này là dày, cái kia là cắt, nhưng mà không có cái tách rời, đều là cái nhân đối đãi nhau. Mà đối đãi thì không có một cái thật, tất cả cái đối đãi không có một cái thật, mà mọi cái mà mình cãi nhau cách kịch liệt hăng hái đó đều thấy thật là thấy đối đãi, thấy giả. Cái lý mình là thật hay là giả? Nếu thấy giả ta hay cãi, thấy đúng như thật, tôi nói là đúng lắm, là lỡ thật này kia, rồi người khác cũng đúng lắm, thật lắm, thì cả thôi là cả. Bởi vậy cho nên nếu mà cả nhân loại mà thấy được cái lẽ này thì chắc cười nhau thôi, thấy không? Trong cuộc sống tạm bợ nắm tay nhau cười nhau mà sống cho qua hết tháng ngày, dành dịch hơn thua phải quấy chi chẳng khổ, thấy không? Mọi cái đau khổ đều là nhìn một chiều, ai cũng thấy rằng cái mình nói đó là chân lý, phải không? Mà cái nói của mình là chân lý, nhưng mà cái chân lý mình nó có một chiều, người khác nhìn chiều khác họ cũng là chân lý nữa, thì hai chân lý nó không gặp, nó không gặp nhau thì chọi nhau, phải không? Đó, như vậy để thấy như hồi nãy mình nói cái mình là thường hay là vô thường, ai cũng là thấy, nếu người thấy vô thường là chân lý, người thấy thường là chân lý, thì hai cái đó là chọi nhau, phải không? Mà chọi nhau rồi đến đâu? Đó chỉ là đau khổ, đau khổ rồi dồn hết đau khổ. Như vậy Phật nói khổ khổ đó. Như vậy mình thấy mình điều là tứ đại đã là khổ rồi, phải không? Mà còn thêm chuyện là hơn thua phải quấy ngoài, còn dồn tới nữa, không phải khổ khổ là gì đó. Hiểu vậy rồi mới thấy cái lý của Ngài Long Thọ đưa chúng ta tới một cái nhìn thấu đáo, thấy được cái lẽ thật. Vậy mà Ngài lát hứng cái Ngài tán thán cái nghĩa công nó là vậy đó. Nó quá hay đi, mà thế gian không thấy. Mà thấy được như vậy thì mình có tu hay không?
dường như là mình thấy cái lý đó mà không nghe nói thì dạy mình phải ngồi thiền mấy tiếng đồng hồ như thế, phải không? Nhưng mà sự thật thấy được như vậy là cái tu nó rất là mạnh mẽ. Bởi vì khi nào mà mình không còn chấp nữa thì còn cái gì làm phiền não? Mà không phiền não thì cần gì phải dẹp phiền não? Tu là dẹp phiền não, mà phiền não không có dẹp gì? Không tu mà tu, phải không? Đó, chính cái lẽ thật tu bằng cái trí tuệ là cái tu nó nhẹ nhàng, nó thảnh thơi. Mà lâu nay, nhất là ở các chùa, nghe nói cái lý không này thôi sợ, thôi là sợ, phải không? Nói học Bát Nhã chấp không đó. Mà không ngờ chính cái lý không tự tánh này là một chân lý, một lẽ thật mà tất cả người tu đều phải biết, đều phải nắm vững, thì đó mới đúng cái tinh thần của đạo. Như vậy thì mấy chú mới thấy sở dĩ những nhà học giả trên thế giới họ tán thán Ngài Long Thọ trong cái cuốn Trung Luận này là như vậy. Cái lý nó hay như vậy, chứ không phải như những chữ mà nói đọc tới đọc lui thì nói không này không kia rồi thôi, mà nó là một cái âm thầm sâu sắc rất là thế nhị. Nhìn cái đó là nhìn luôn ra cả thế giới, cả vũ trụ, mình thấy nó là một cái lẽ thật chứ không phải là cái sự thật.